Hello mọi người nha. Em lên trên em một con quay 204 vàng đen. Cái này kính bẩn đầy đủ nha. Máy nổ á, nó có kêu cái bánh xe lồng á, về anh em làm cái đó từng 200 ngàn thôi. Tại em làm mất công anh em nó mất chi. Con này là quay 100 Thái Lan. Đầu hơi nha anh em. Chất khỏi bàn luôn, nãy có chạy vòng cho anh em xem á. Cái này là xe này có đề có đĩa luôn nha anh em. Cái anti nhỏ nó tắt rồi, tắt xíu luôn. Đĩa này 5 ốc nha, xài chung với lại với 110 kia rồi đó. Quay 204 Thái Lan 100cc. Nó vô đời 205 rồi nha anh em. Đó. 05. 6B05. Tin 05 luôn nha. Cái tên gọi chung chung của nó là 204, cuối 205 luôn rồi. Muốn vô 206 muốn vô quay bụng luôn rồi. Bu zin heo xe nha. Đúng đắt đúng đời nha anh em. Đi vô hình như cái ống tiếp luôn sáng lắm. Cái này có chạy chút đỉnh nha, không quan trọng nha. Cái xe mà đi nhiều ở chỗ này nó hay bị xét nè này nè, nhưng mà cái nước sơn này vẫn còn đẹp nha. Tem đầy đủ chứ. Con này em bán 40 mấy triệu á, giấy tờ anh em về tự lo nha. Có chạy chút đỉnh là không ăn thua nha. Đầu hơi cái này tâm hậu ghê lắm anh em. Cái dòng nhìn quay nhỏ này đi trong thành phố rồi gọi là đi kiển cà phê rồi rất là ok, cứ nhẹ nhàng thoải mái dễ di chuyển. Kính bẩn rõ đầy đủ, chó cực kỳ sáng luôn nha. Chó này chó zin heo xe nha, anh em nhìn kỹ nó có nứt nhưng mà nó vẫn trong nha. Nó nhìn xéo thì nó có dấu nứt nha. Đó. Có dấu nứt đó đó, nhưng mà nhìn xa cái là nó trong nha. Mấy cái chó mới xài một thời gian nó sẽ bị vàng nhưng mà cái này rất là ok. Ốc heo dầu chưa mở luôn em, cao su này kia còn đầy đủ. Nói chung cái xe chất xe này mà ok lắm, cọp lắm nha. Anh em quan tâm liên hệ em cộng 8559786856 8, số điện thoại Zalo nha. App Zalo anh em trao đổi trực tiếp nha. Facebook của em là GP Đức Japan á anh em. Cái tên ở đó em đặt sao giờ anh dính vậy luôn rồi, giờ em muốn đổi tên cũng không được nha. Anh em quen gọi nó về. Em thì chuyên quay rim cúp CD 125 các thứ, xe Thái, xe Nhật, xe đấu giá. Anh em quan tâm liên hệ em, giao lưu trao đổi áo theo xe anh em coi nó khích này. Không có cái gì để tả luôn. Khích nè, trời ơi cái này anh khích, muốn khích hơn 110. Thấy không? Tới chỗ này luôn. Trời ơi, chế con ốc ở chỗ này rửa ra mà. Mở ra rửa phía trong đó nè, rửa full xe. Nhiều dầu đẹp đi. Sơn bạc có chạy cái phù chút xíu. Nguyên con của nó luôn.
có bựng có kính đầy đủ nha anh em. Nổ máy thêm lần nữa cho anh em chạy về. Bánh xe lồng nó bị chai, nó kêu thôi, nó kêu bánh xe lồng thôi. Anh em về thay cái bánh xe lồng tầm 200.000 là ok tịch, đính như là cái tủ lạnh luôn, máy nó êm. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha, cảm ơn tất cả anh em. Cái dòng này em đang về nhiều nha, anh em chơi liên hệ em. Em có con 203, 204, 205, 3 loại xe cọp, xe 4.000 cây vỏ theo xe còn đầy đủ, xe đấu nhật cũng có luôn nha, xe đĩa, xe đùm, xe đề, xe không đề, xe nội địa Thái. Em quay một hai con review cho anh em xem thôi, còn nhiều bên Zalo anh em áp Zalo đi để anh em trao đổi trực tiếp nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người.